Hôm nay mình gặp may mắn hay sao á, mới lội lên chút xíu là đã gặp cây bonsai mini này. Chứ mọi khi mình đi mấy tiếng đồng hồ luôn mới được, mới kiếm được cây. Bây giờ là lội phí là gặp được. Ở đây có cái dây leo này. Dây này để mày trồng cho nó leo lên tường là rất là đẹp. Một thời gian nó ra hoa. Đây là cây mình mới phát hiện này. Cây này mọc ngoài tự nhiên nên lá hơi to. Cây này là cây lấy gỗ. Tên của nó dân địa phương ở đây người ta gọi là cây trường. Cây này nó cũng có hoa và có trái mà nó lâu lắm, lâu ra hoa lắm. Mọc ngay cái dốc cho nó bị biến dạng quá vậy nè. Để mình đào ra. Có mấy ngày mưa mà ở đây nó mọc rồi.
chỗ này đất đỏ Ba Giang nên cũng dễ đào. Không có khó khăn như mấy cái chỗ mà đất đá nhiều á. Một vài thao tác nhỏ mình đã đưa nó lên rồi. Bây giờ mình sẽ đem nó về nhà trồng. Nhìn cũng ok nha mọi người. Nhìn giống con gì á. Lá này hơi to, không sao. Thôi bây giờ mình đem nó về đây. Bây giờ mình đã đem nó về nhà rồi nè. Mình có một cục lũa hình con rùa, mình trồng nó lên luôn. Nhìn tương đối là hơi dị á. Mình cho nó ra xong sâu mình trồng để cho nó dễ bề chăm sóc. Còn mấy cây mà trưởng thành rồi thì mình cho nó ra phía trước rồi. Cái này tầm thời gian là cái lá nó nhỏ lại, thay lá là lá nhỏ lại.